Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh. Lời nói đầu tiên, Thầy xin gửi lời tán thán công đức của toàn thể quý nam nữ Phật tử của chúng ta trong buổi sáng hôm nay. A Di Đà Phật. Tất cả quý Phật tử được gọi là Phật tử khiếm thị, phải không? Nhưng mà ở đây Thầy xin thưa với quý Phật tử nghe, mình mù nhưng không bao giờ tối, nhớ chưa? Mù nhưng không bao giờ tối, phải tự hào và phải khẳng định mình như vậy đối với Phật. Đó. Cho nên mặc dù là mỗi một con người nó có một cái sự gọi là kém khuyết, mọi sự khác nhau, ai cũng vậy hết á. Có người thì mình cái thấy của mình nó kém khuyết, nhưng mà có đôi khi mình mù nhưng mà mình không tối. Còn có đôi khi người ta có mắt nhưng mà người ta thấy nhưng mà chưa chắc gì đã sáng, hiểu không quý Phật tử? Hiểu không? Có nhiều người người ta đầy đủ đôi mắt nhưng mà người ta thấy đó, nhưng mà cái thấy người ta chưa chắc gì đã sáng bằng mình. Cho nên biết bao nhiêu người mặc dù đôi mắt họ thấy đường nhưng mà họ chưa bao giờ thấy được con đường về Phật như mình, hiểu không? Cho nên đó, ở đây mình phải sống, mình phải luôn tự hào là như vậy. Quý Phật tử ơi, từ quá khứ xa xưa đó, quý Phật tử đã từng là những Phật tử thuần thành sống ở trong đạo. Phật tử thuần thành thôi. Đó, nhưng mà Thầy nói cho quý Phật tử nghe nha, sở dĩ mà mình bị đôi mắt của mình như vậy đó, nó có nhiều cái nhân mà bây giờ cái quả nó đến với mình, hiểu chưa? Tức hồi quá khứ mình đi tu đàng hoàng lắm, nhưng mà có một Phật tử nào bạn đạo của mình đến hỏi về Phật Pháp mà mình ích kỷ, mình không giải thích rõ ràng cụ thể Phật Pháp cho những người bạn đạo của mình nghe, đó là cái nhân thứ nhất. Cái nhân thứ hai, khi bạn đạo của mình ở thời quá khứ đó ngồi tụng kinh mà mình đi ngang mình che cái ánh sáng, người ta đang tụng kinh, người ta có cái bóng đèn, mình đi ngang mình che cái bóng đèn không cho người ta thấy đường tụng kinh, đó là cái nhân thứ hai. Cho nên chính là cái nhân như vậy đó, bây giờ đó mình phải mang cái quả là đôi mắt của mình nó không được nhìn thấy rõ, quý Phật tử hiểu không? Cho nên bây giờ lại mẹ Quan Thế Âm, từ quá khứ chúng con đã lỡ lầm tạo những cái nhân như vậy, bây giờ chúng con mang cái quả như thế này, con xin phép mẹ Quan Thế Âm, chúng con xin trả cái nghiệp này với tâm hoan hỷ, hiểu không? Vậy đi, là như vậy quý Phật tử nhớ. Nhưng mà mình là những người Phật tử hạnh phúc nhất, bởi vì đó có nhiều người mình không có con mắt, mình không có ánh sáng, mình không có thấy đường đi, nhưng mà người ta đâu có biết con đường đi về Phật đâu. Còn mình ở đây, mình nhờ Thầy Tâm Đức hướng dẫn cho mình quay trở về đây để mà mình gần gũi với Phật, gần gũi với Pháp, gần gũi với Tăng. Hồi nãy có quý Phật tử nói mà quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật lưỡng túc tôn, đúng không? Đó. Thì tất cả những cái này là những cái mà quý Phật tử cần phải làm sao hiểu được tất cả những cái mà về Phật Pháp, về chánh Pháp của mình mới được. Chứ nếu không đó thì quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta sống mà nếu không có chánh Pháp che chở, sống mà không có ánh sáng của Phật Pháp đó quý Phật tử, thì tất cả chúng ta sẽ còn đi trong đêm tối nhiều hơn nữa đó quý Phật tử à. Cho nên đó, mình phải làm sao cố gắng tạo cho mình tất cả những cái thắng duyên để cho mình có thể gặp được Phật, gặp được Pháp, gặp được Tăng ở kiếp này và tất cả những kiếp về sau nữa nghe quý Phật tử. Cho nên đó, thôi buổi sáng hôm nay Thầy gửi đến cho quý Phật tử một cái nhân duyên hy hữu để kiếp sau mình gặp được Phật, gặp được Pháp, gặp được Tăng và gặp được cái thân người của mình và được lục căn đầy đủ để chúng ta hoàn tất được tất cả những điều ở kiếp này mà chúng ta làm chưa xong, để kiếp sau mình tiếp tục mình đi làm nữa, hiểu không? Cái kiếp này mình làm Phật tử, kiếp này mình mặc áo tràng lan, kiếp này mình đi theo dấu chân của Phật,
thì mình mong rằng kiếp sau mình mang được thân người, mặc được áo tràng lam, quy y Tam Bảo, đi tiếp con đường của Phật mà mình đã từng đi. Cho nên cái đề tài của buổi sáng hôm nay, Thầy muốn gửi đến toàn thể tất cả nam nữ Phật tử của chúng ta những đôi mắt thiên thần. Đề tài được mang tên là Năm Cánh Hoa Phật Pháp. Đạo tràng của mình ngồi ở đây có năm cánh hoa Phật Pháp chưa? Có chưa? Có chưa? Mô Phật có rồi, năm cánh hoa Phật Pháp đó chính là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu, đúng không? Đó là năm cánh hoa Phật Pháp của mình đó quý Phật tử à. Mỗi một con người chúng ta phải có trong trái tim của mình năm cánh hoa của Phật Pháp. Trên đoạn đường đi về Phật, nếu mất một cánh hoa, quý Phật tử ơi, không đủ tiêu chuẩn về Phật. Mất một cánh là không đủ tiêu chuẩn về Phật. Rồi một ngày nào đó đó, quý Phật tử ơi, Đức Phật Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí tiếp dẫn quý Phật tử đi về bên Phật, lên chiếc xe Phật. Sứ giả Tây Phương mới hỏi rằng là Phật tử ở chùa Huệ Nghiêm giảng tự nè, Phật tử đến đây tu nè, được Thầy Tâm Đức hướng dẫn nè, có năm cánh hoa Phật Pháp không? Người nào có bước lên xe Phật. Bây giờ Thầy hỏi một lần nữa, nguyên một đạo tràng của chúng ta ngồi ở đây, ai có năm cánh hoa Phật Pháp giơ tay lên. Ai có năm giơ tay lên, người nào không có mười mốt về Phật không được đó. Hiểu không? Người nào có thì mười mốt mình sẽ về Phật. Thầy nói cho quý Phật tử nghe nè, không ai có thể sống lâu cả, hiểu chưa? Kể cả Thầy luôn nữa. Rồi một ngày nào đó tất cả chúng ta đều phải trả lại gió mớ tàn hơi còn lại, trả lại tim những nhịp đập liên hồi, trả thể xác này cho cuộc đời, hiểu không? Tất cả chúng ta luôn chứ không phải riêng gì người nào hết. Nhưng mà quý Phật tử phải sống như thế nào cho nó trọn vẹn tâm hồn của mình, để cái ngày mình gặp Phật, mình tự hào là mình trong sạch. Nhớ chưa? Mình tự hào là mình trong sạch mới được. Bây giờ mình có những cái như thế này nè, bây giờ mình có những lời nói phải trong sạch nè, mình ăn trong sạch, tức là món ăn của mình phải trong sạch. Mà món ăn trong sạch có nghĩa là gì? Không có máu và nước mắt của chúng sinh. Nhớ không? Miếng ăn của mình không có máu và nước mắt của chúng sinh. À, mình ăn một món mà mình làm cho chúng sanh đau khổ, ăn một món mà làm cho chúng sinh khóc la than, thì như vậy miệng của mình ăn không trong sạch rồi quý Phật tử à. Hiểu không? Thầy nói ví dụ như bây giờ đó, mình lấy tiền, mình giật tiền của người ta là món ăn không trong sạch rồi. Mình giật tiền người ta, mình làm người ta đau khổ, mình làm người ta khóc, tức là như vậy là sai rồi, đúng không? Cho nên cái miệng mình phải làm sao ăn không có nước mắt và nỗi đau khổ của chúng sinh, không có máu và nước mắt của chúng sinh trong đó, phải không? Cái nghĩa thứ hai nữa là phải ăn chay đó quý Phật tử à, hiểu không? Không có máu và nước mắt của chúng sinh là phải ăn chay, cái miệng mình phải sạch và phải nói lời sạch. Người nào mà cái miệng ăn chay được thì lời nói phải là chay luôn. Miệng ăn chay, nói ăn chay, đúng không? Nói chay ăn chay, hai cái nó mới được. Chứ mà mình ăn chay mà mình đi chửi lộn hoài thì làm sao gọi là cái miệng sạch được? Thầy hỏi thiện Phật tử ngồi trong đây nè, có khi nào mình chửi lộn không? Có không? Mô Phật, dạ khi có khi không. Hiểu không? Khi có khi không. Cho nên cố gắng từ đây về sau tập tành làm sao đó miệng mình ăn chay thanh tịnh trong sạch, lời nói của mình cũng thanh tịnh trong sạch, lời nói của mình không mang máu và nước mắt của chúng sinh. Mình nói như thế nào đó mà chúng sinh cười, mình nói như thế nào đó mà chúng sinh không đau khổ, mình nói như thế nào đó mà chúng sinh được an lạc mới được. Gần gũi nhất ở đây là tất cả quý Phật tử quen với nhau nè, là bạn đạo với nhau nè, mình phải nói năng với nhau, đối xử với nhau cho nó thật là trong sạch, mang đến nụ cười cho nhau, hiểu không? Cho nên ở đây Thầy muốn nói cánh hoa thứ nhất là gì? Không sát sinh, hiểu không? Cánh hoa thứ nhất là không sát sinh.
Không sát sinh ở đây đó có nghĩa rằng là mình ngoài cái chuyện mình đập con ruồi, con muỗi, con kiến, hay là mình đánh dẫy con cá, cắt cổ con gà, con vịt vân vân, hay là mình mần thịt con trâu, con bò, con heo vân vân, không phải là những cái thứ đó không, mà sát sinh ở đây có nghĩa là đừng làm tổn thương đến tâm hồn của những người bạn đạo. Hiểu không? Không làm tổn thương. Cái gì cũng vậy, không được giận người ta lâu quá. Mình giận người ta lâu quá là tâm của mình mang cái chất xác ở trong lòng mình rồi. Giận không được quyền để lâu. Ở đây Đức Phật cho phép quý Phật tử giận, nhưng mà không để cách đêm. Nhớ không? Giận không để cách đêm. Đồ ăn để cách đêm, đồ ăn sẽ bị thôi, bị hôi, bị thiêu đi. Mà đồ ăn bị thiêu ăn vô nó sình bụng. Còn giận người ta để cách đêm, cái đầu của mình bị sình, hiểu không quý Phật tử? Cho nên giận không được quyền để cách đêm. Giận trong ngày thôi, qua bữa sau quề, hiểu chưa? Ai làm mình không giữ ý cuộc đời mà. Người này, người kia, người nọ, có những cái câu nói, có những cái hành động, cư xử nhiều khi nó không có như ý nhau. Cho nên mình giận hờn nhau. Nhưng mà hứa từ đây trở về sau, giận ở trong ngày thôi. Lại mẹ Quan Thế Âm, con còn là chúng sinh cho nên con còn giận. Nhưng con xin phép mẹ Quan Thế Âm cho con giận trong ngày thôi. Qua ngày hôm sau tụi con quỳ. Hiểu không? Phải hứa với lòng như vậy đi. Đó là cái cánh hoa thứ nhất cho mình đó quý Phật tử à. Hiểu không? Đạo tràng của mình có ai ăn chay trường không? Có không? Hay quá. À, thầy nói cho quý Phật tử nghe nè, có một lần Đức Phật đi vào trong cái làng đó, Đức Phật đi ôm bát trì bình khất thực. Thì lúc bấy giờ đó, dân ở trong làng đang giết một con dê, làm lễ để tế thần linh. Lúc bấy giờ Đức Phật đi ngang qua, Đức Phật mới nói với những cái người mà đang cắt cổ con dê đó. Đức Phật nói đất là mẹ, hư không là cha. Cho nên tất cả chúng ta nè, con người nè, rồi tất cả chúng sinh nè, tất cả những động vật nè, thực vật sống ở trên trái đất này giống như là những đứa con của mẹ đất vậy đó. Phải không? Nếu mà đất này là mẹ thì chúng ta là con nè, con hổ, con voi, con bò, con trâu, con chó, con mèo, con chuột. Rồi tất cả những con cá, con rươn, con ếch, con rắn, tất cả những con ruồi, con muỗi, con kiến, vân vân và vân vân, kể cả muôn ngàn cỏ cây hoa lá đều là con của mẹ đất, đúng không quý Phật tử? Cho nên mình cùng với động vật, cùng với thực vật, cỏ cây hoa lá là anh em với nhau. Nhớ không? Là anh em với nhau. Cha của mình là bầu trời mênh mông, đó mang ánh sáng xuống cho chúng ta, mang không khí cho chúng ta thở. Mẹ thì nâng đỡ bước chân của chúng ta, mẹ đất mà, mẹ nâng đỡ từng bước chân của chúng ta nè. Mẹ cho chúng ta tất cả mọi thứ trên nền đất này. Cha ban hơi thở cho chúng ta, cha là hư không, cha là bầu trời mang ánh sáng, mang không khí cho chúng ta thở, đúng không? Cha trời mẹ đất mà. Còn tất cả chúng ta nè, rồi con vật nè, rồi cỏ cây hoa lá nè, là anh em với nhau đó quý Phật tử à. Vậy đó mà mình không biết thương nhau. Con người với con người chửi bới lẫn nhau, con người với con người hãm hại lẫn nhau, con người với con người chê bai lẫn nhau. Người giàu ăn hiếp người nghèo, người khôn ăn hiếp người dại, rồi người đẹp chê bai người xấu, vân vân. Tất cả những cái đó, mình là con người mà mình còn ăn hiếp nhau nữa quý Phật tử à. Cái đó còn hơn là tất cả những cái khác nữa, mình ăn hiếp những động vật nữa quý Phật tử, nhớ không? Mình cắt, mình đánh dẫy con cá nè, mình cắt cổ con gà nè, mình làm tất cả mọi thứ. Tại sao mình đem tất cả những đứa em của mình lên để mình ngồi mình ăn quý Phật tử? Ở đây quý Phật tử có đem thịt em của mình lên ngồi ăn không? Cái đó là cái không được quyền sát sinh nha quý Phật tử. Anh em với nhau, chung sống với nhau, cố gắng. Từ đây trở về sau, cánh hoa thứ nhất lại mẹ Quan Thế Âm,
con sẽ cố gắng từ đây cho đến muôn đời sau, con sẽ từ từ để mà tỉnh hóa tâm hồn của con sẽ cố gắng từ từ con giảm bớt đi tất cả những sát nghiệp của con, từ ăn chay kỳ đến ăn chay 10 ngày, đến ăn chay 1 tháng, đến ăn chay 3 tháng, đến ăn chay 6 tháng, đến ăn chay 1 năm, vân vân. Mình ăn càng ngày càng nhiều để cái bao tử của mình không còn là cái nghĩa trang tập thể nữa. Hiểu chưa quý Phật tử? Đó, bây giờ mình còn ăn mặn thì bao tử của mình nó giống như là nghĩa trang tập thể đó. Ngày nào đó mình ăn thịt đó là mình hạ nguyệt con cá, hạ nguyệt con gà, hạ nguyệt cái con heo, hạ nguyệt con ốc, con cua, con sò, con ốc. Thấy không? Cho nên cái bao tử của mình, ngày nào mình ăn chay, bao tử của mình trở thành thiên đàng của chúng sinh. Ngày nào mà mình ăn chay thì bao tử trở thành thiên đàng của chúng sinh, đúng quý Phật tử à? Hiểu không? Cho nên cánh hoa thứ nhất không sát sinh. Từ đây trở về sau, quý Phật tử sống mà mình cười hoài, tức là mình đạt đến cái mặt của mình không còn sát nghiệp nữa. Người nào mà sống mà sụ xuống hoài, giận người ta, liếc thấy người ta, tức là cái mặt của mình mang nghiệp sát đó quý Phật tử. Hiểu chưa? Từ đây chỉ về sau gặp nhau cười nha. Đó, thầy thấy quý Phật tử nè, nãy giờ vô là cười nhiều lắm đó. Tức là cái nghiệp sát của mình nó ít, hiểu chưa? Mà cười đó quý Phật tử ơi, nó làm cho con người của mình thanh thản nhẹ nhàng nè. Mình cười đó làm cho con người của mình tật bệnh sớm tiêu trừ nè. Mình cười nhiều đó, con người của mình khoan khoái, nhẹ nhàng. Mình cười nhiều thì sau này mình sẽ gặp Phật nhiều. Hiểu không? Còn mình không cười, mình sụ hoài thì làm sao gặp Phật được? Đâu có ông Phật nào mà sụ đâu, quý Phật tử thấy không? Phật Di Lặc ngồi cười hoài đó, tất cả những Phật đều vui hết. Cho nên quý Phật tử cũng vậy, hãy cố gắng vui lên để cho tâm hồn của chúng ta mãi mãi được gần bên chân Phật. Đó là cánh hoa thứ nhất. Đức Phật đã từng dạy tất cả anh em của chúng ta, con người, động vật, cỏ cây hoa lá, từ mẹ đất mà sinh ra. Người nào mà sát một con vật, người nào mà chặt một nhánh cây, bẻ một cái bông, tức là mình có tội với mẹ mình, có tội với cha trời mẹ đất. Hãy mình làm cái điều đó là mình có tội với cha trời mẹ đất rồi. Thấy không quý Phật tử? Cho nên cố gắng nha, mình giữ làm sao cho tâm hồn của mình luôn luôn lúc nào cũng an lạc hết, để cái nghiệp sát của mình không còn nữa, là không sát sinh. Cái điều thứ hai nữa đó là quý Phật tử nên nhớ là không trộm cắp. Đạo tràng của mình có trộm cắp ai không? Có không? Nói thiệt đi, có ăn trộm ăn cắp gì của ai không? Thầy nói cho quý Phật tử nghe, mình ăn cắp ăn trộm thời gian của nhau nhiều lắm đó. Hiểu không? Thí dụ như bây giờ đó, thầy Tâm Đức kêu quý Phật tử tới đây đó, để mà nghe pháp thoại, để mà tạo công đức lành sau này. Nhưng mà nếu mà trong cái đạo tràng của mình khoảng 100 người thôi, mà mình đi trễ, hay là mình lên cái chánh điện mình ngồi trễ, tức là mình ăn trộm thời gian của 99 người bạn của mình rồi. Ăn trộm thời gian, hiểu không? Điều thứ nhất, còn mình ngồi đây mình nghe pháp, tất cả mọi người đều tỉnh táo để mà nghe, mình ngồi mình nghe chút mình ngủ, mình ăn cắp thời gian của bạn đạo mình rồi. Thấy không? Mình không phải lấy trái ớt, lấy trái cà của ai, không lấy tiền của ai hết đó, nhưng mà mình ăn cắp thời gian thanh tịnh của chúng ta, của đại chúng hết. Nãy giờ có ai ngủ chưa? Có chưa? Con chưa ngủ nhưng mà con mới có buồn ngủ thôi. Tại vì hồi sáng thầy Tâm Đức nói nãy giờ rồi, bây giờ tới quận thầy lên nói nữa, tự nhiên nó nghe nó đuối, phải không quý Phật tử? Phải không? Nó chưa ngủ mà nó buồn ngủ. Mô Phật bạch thầy, con chưa có ngủ nhưng mà hồi nãy giờ con chuẩn bị ngủ. Đúng không? Con chuẩn bị ngủ. Rồi con giật mình tỉnh giấc, rồi con chuẩn bị ngủ, rồi con giật mình tỉnh giấc, rồi con chuẩn bị ngủ, cứ như vậy hoài vậy đó quý Phật tử. Chứ không phải nó ngủ, không phải nó ngồi, nó ngủ, nó dựa cột, nó ngủ hoài, không phải, mà nó chập chờn, giống như bóng đèn nó nhá lên, nó tắt, nó nhá lên, nó tắt, nó nhá lên, nó tắt hoài, như làm sao. Đó là giới trộm đó quý Phật tử. Hiểu chưa? Mình ăn trộm đó.
Tất cả đại chúng ngồi nghe mà mình ăn trộm. Thí dụ như mình đi trễ, mình ăn trộm giờ của đại chúng. Còn mình ngồi nghe pháp mà mình ngủ, mình ăn trộm giờ của Phật. Nhớ nghe, cố gắng đừng có ngủ quý Phật tử ơi. Mình đã ngủ lâu lắm rồi. Mình nằm trong bụng mẹ mình 9 tháng 10 ngày. Mình ngủ hết 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ rồi. Bộ ngủ chưa đã sao giờ nghe pháp còn ngủ tiếp nữa. Hiểu không? Không có ngủ nữa nghe quý Phật tử. Cuộc đời của mình bắt đầu từ giờ phút này là phải tỉnh chứ không có ngủ nữa. Con đường đi về Phật, thầy nói cho quý Phật tử nghe, con đường đó dễ đi mà gần. Dễ đi mà nó gần nữa. Nhưng mà quý Phật tử chỉ cần mà lười biếng một chút thì tự nhiên nó khó đi. Lười biếng một chút tự nhiên nó thành xa thôi. Còn người nào mà tinh tấn tu hành, nó gần lắm quý Phật tử ơi. Nó gần xỉu à. Đó, thành ra rồi đó thầy nói cái chuyện mà cái giới trộm, quý Phật tử coi chừng nha. Mình ăn trộm mà mình không hay đó quý Phật tử. Đó, ăn trộm của đại chúng. Còn cái thứ ba nữa nè, cái thứ ba là tà dâm. Mình phải hiểu cái nghĩa tà dâm nha. Tà dâm không phải là chuyện nam nữ không, mà tà có nghĩa là gì? Lui về bóng đêm là gọi là tà. Thí dụ người ta nói nắng chiều tà, đúng không? Là hoàng hôn đó, là bóng đêm. Tà dương là gì? Là mặt trời nghiêng về bóng đêm. Cho nên tà là nghiêng về sự tối tăm. Còn dâm là gì? Ham muốn. Tà dâm có nghĩa là mình ham muốn mà nó nghiêng về tội lỗi. Hiểu chưa? Nó nghiêng về cái si mê của mình, nó nghiêng về bóng tối đó quý Phật tử. Nó nghiêng về cái điều ác đó là tà. Ở đây tà dâm quý Phật tử, thầy nói cho quý Phật tử nghe. Thầy nói không rồi coi ai phạm giới tà dâm nha. Mình có cái áo tràng rồi. Quý Phật tử có cái áo tràng rồi. Mình mặc. Nhưng mà mình thấy ai cho thêm cái áo tràng nữa, cái tự nhiên muốn xin nữa vậy đó. Muốn xin thêm cái nữa. Ai có cái đó không? Xin cái để dành, có không? Đó là tà dâm. Hiểu không? Dâm là gì? Là mình ham muốn. Còn tà là gì? Nghiêng về bóng tối. Mình đã có rồi, mình xin mình để dành chi? Cho nên đó là tà dâm đó. Thí dụ như bây giờ thầy Tâm Đức, thầy cho Phật tử mỗi một người một sâu chuỗi. Sâu chuỗi đẹp, mình lên mình xin sâu, cái mình đứng mình cười cười với thầy Tâm Đức cho con xin sâu nữa đi. Đó là tà dâm đó, hiểu chưa? Quý Phật tử nên nhớ, đó là những cái mà gọi là tà dâm vi tế trong tâm của mình đó. Thành ra rồi người là người con Phật rồi, dứt khoát phải làm sao thân và tâm của mình trong sạch hết hoàn toàn. Đi tắm một lần là phải tắm cho nó trọn vẹn từ đầu tới chân cho nó sạch, chứ không phải là tắm phân nửa, chừa phân nửa, hiểu chưa? Đó, mình làm sao cho nó sạch sẽ trọn vẹn mới được quý Phật tử. Đó là tà dâm đó. Cho nên cánh hoa thứ ba là tà dâm là như vậy đó. Còn cái chuyện kia là đương nhiên rồi. Mình đó mà mình mà cứ suy nghĩ tà vại, mình suy nghĩ đến cái người này, mình suy nghĩ đến người kia, mình tưởng tượng đến sắc đẹp người này, mình tưởng tượng đến nhan sắc người kia, mình tưởng tượng đến âm thanh giọng nói của người này, mình tưởng tượng đến âm thanh giọng nói của người kia, hoặc là mình mê mẩn ở trong giọng nói của cô này, mê mẩn trong giọng nói của anh kia, vân vân, đều phạm giới tà dâm hết nghe quý Phật tử. Hiểu chưa? Cánh hoa thứ ba đó, người nào mà phạm một giới gớt một cánh hoa, phạm một giới gớt một cánh hoa, giống như trên bàn tay của năm ngón gì đó, phạm một giới gớt một ngón, phạm giới nữa gớt ngón, phạm giới nữa gớt ngón, phạm năm giới gớt năm ngón, còn có cái cùi không à. Hiểu không? Mình đưa có cái cùi lên không mà sao mình cầm mình nắm được gì đây? Nhờ có năm ngón tay mà mình mới cầm mình nắm Phật Pháp được. Có năm giới mình mới cầm nắm được Phật Pháp, cầm nắm được A-di-đà Phật. Hiểu chưa? Mình mất hết là mình không còn cầm, không còn nắm gì hết đó. Cố gắng trân trọng và gìn giữ năm giới này. Đó là cái mà gọi là cái chất liệu duy nhất để đưa quý Phật tử sang sông, đưa cho quý Phật tử trở về bên bến bờ bình yên của Phật đó. Hồi nãy giờ thầy nói vậy, có ai gớt cánh hoa nào chưa? Có ai gớt mất hết ngón tay chưa? Có không? Mô Phật, con gớt hổm gài, bây giờ con lụm con gắn vô lại. Hiểu không? Con gớt hổm gài rồi, bây giờ con lụm con gắn vô lại.
bắt đầu lụm lại đi quý Phật tử, coi coi trên ngón tay, bàn tay của mình nó rớt ngón nào không, xuống lụm ngón đó nha. Cái ngón sát sinh là cái ngón nào quý Phật tử biết không? Ngón tay cái. Sát sinh nặng lắm đó nghe. Đó, trộm cắp là ngón tay trỏ, tà dâm là ngón tay giữa. Đó, nói dối là gì? Là ngón tay áp út. Ha. Còn uống rượu là ngón tay út đó. Đạo tràng của mình có ai uống rượu không? Có không? Mô Phật hiện tại bây giờ tụi con hứa là tụi con không uống rượu. Nhưng mà ra khỏi chùa rồi thì con không dám hứa với Phật. Hiểu không? Ra khỏi chùa đâu có dám hứa với Phật đâu. Cho nên cái ngón tay thứ tư là gì? Không nói dối. Ở đây Thầy muốn nói cho quý Phật tử nghe đạo tràng của mình nè. Có nói dối không? Mình nói dối nhiều lắm quý Phật tử. Nhưng mà Phật có cho phép mình nói dối để cứu người thì được. Nhưng mà nói dối hại người thì không. Hiểu chưa? Nói dối để cứu người thì được. Đó. Còn mình nói dối mà mình hại người, nói dối để mình lừa đảo người, nói dối để mà mình làm cho chúng sanh đau khổ thì không nên nói dối. Đó, nói dối để cứu người thì được nghe quý Phật tử. Đó, mình nói dối, ví dụ như Thầy nói gì nè, mình đưa cái viên thuốc này là của Việt Nam, mình cho cái người bệnh uống mà mình nói dối, mình nói thuốc này của Mỹ. Ví dụ vậy, cho người ta có niềm tin người ta uống thì nói dối đó được. Nói dối để giúp cho người ta uống thuốc thì được nha. Nói dối để cứu người thì Đức Phật cho phép. Nhưng mà ở đây đạo tràng ngồi trong đây nè quý Phật tử ơi, mình nói dối với Phật nhiều nhất. Mỗi lần mình tu cái mình hứa với Phật đủ điều hết. Mình quỳ gối xuống cái bắt đầu mình hứa với Phật đủ điều hết. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Có hứa với Phật điều đó không? Vậy mà nói dốc với Phật không? Đó. Tại vì đó, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Tức là mình hướng hết tất cả chúng sinh mà phải không? Mình đem công đức của mình cho tất cả chúng sinh. Vậy đó mà mình còn chửi bạn của mình, tức là còn một chúng sinh bị chửi rồi làm sao? Vậy là mình nói dối với Phật rồi. Cho nên mình nói với Phật, mình nói dối với Phật rất là nhiều đó quý Phật tử. Đó, bây giờ mình ngồi trong đạo tràng này nè, mình nãy giờ Thầy Tâm Đức có dạy cho quý Phật tử rồi đó, mà quý Phật tử cũng nói dối nữa. Thấy không? Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Mà đạo tràng ngồi trong đây hồi nãy giờ nè, có quy y Phật chưa? Có chưa? À, bây giờ có rồi, ra khỏi cổng chùa hết quy y. Quy y Phật, chữ quy y có nghĩa là chữ quy là quay trở về, dựa, y là nương tựa, là dựa vào Phật. Phải không? Quy y Phật là từ đây trở về sau, con quay trở về, con dựa vào Đức Phật là thứ nhất. Từ đây trở về sau, con quay trở về, con dựa nương tựa vào Pháp lời dạy của Phật. Từ đây trở về sau, con quay trở về, con nương tựa với Tăng, là những người Thầy đại diện cho Phật, nói những lời dạy của Phật, mang những lời dạy của Phật đến cho chúng con. Hiểu không? Mình hứa với Phật, mình quy rõ ràng. Mà Phật là gì? Phật là trí tuệ nè, Phật là bình tĩnh nè, Phật là gì? Là yêu thương, Phật là tha thứ, Phật là bao dung, Phật là độ lượng nè, đúng không? Cho nên mình quy y Phật có nghĩa là mình trở về, mình nương tựa với lòng yêu thương của mình. Mà hễ mà còn sân, còn chửi người ta là đâu có quy y Phật đâu. Thấy chưa? Cho nên mình còn nói dối nhiều lắm. Quy y Pháp có nghĩa là gì? Pháp là những lời dạy của Phật. Lời dạy của Phật là gì? Là bình đẳng. Hiểu chưa? Lời dạy của Phật là bình đẳng ngang nhau. Không lớn, không nhỏ, không giàu, không nghèo, không đẹp, không xấu, không có uy quyền, không có mà hạ tiện. Nó bình đẳng như nhau. Quý Phật tử ơi, khi mà mình đến chùa rồi, tất cả mọi thứ giàu có hay là nghèo cùng gì đó bỏ ngoài cổng chùa hết. Quý Phật tử vô trong đây chỉ là một chiếc áo tràng lam bình đẳng giống như nhau. Đúng không? Cho nên á, mình nói dối dữ lắm. Mình vô mà mình còn thấy mình khá hơn cái nhà này,
Mặc dù mình dạy tất cả mọi người đều là những người khiếm thị, nhưng mà người khiếm thị này giàu, người khiếm thị này nghèo, người khiếm thị này ca hay, tôi khiếm thị này ca dở. Ví dụ vậy đó, mình chê người ta là mình nói dối rồi. Cho nên cái giới thứ tư là nói dối. Mà mình nói dối với bản thân mình nè, nói dối với bạn đạo mình nè, nói dối với Phật rất là nhiều đó quý Phật tử ơi. Cho nên Thầy nói thiệt với quý Phật tử, cuộc đời nó ngắn ngủi lắm nghe quý Phật tử. Tất cả chúng ta đến đây chỉ là một cái quán trọ thôi. Rồi một ngày nào đó, rồi chúng ta sẽ trả cái quán trọ này cho cuộc đời. Rồi chúng ta trở về bên chân Phật thôi. Quê hương của chúng ta là chỗ của Phật đó. Hiểu chưa? Bây giờ mình đi chơi, thì bây giờ mà có ngày mình trở về, có người đăng ký đi du lịch qua cái cõi ta bà của mình, có người đăng ký 20 năm, 30 năm, 40 năm, có người đăng ký 55, 56, 57, 58, 59, 60 năm, có người đăng ký 70, 71 năm, có người đăng ký 81, 83, 85 năm, có người đăng ký 90 năm, có người đăng ký 100 năm, vân vân, hiểu không? Mỗi một người đăng ký ở bên đây bao nhiêu năm? Mà khi mình đăng ký xong rồi đó, thì tới cái ngày mình hết hạn đăng ký thì mình về thôi. Hiểu chưa? Tới ngày đó mình về. Cho nên chết là gì? Là mình đi về. Sanh ký tử quy, sống gửi thác về. Sống trên cõi dương gian chỉ là gửi tạm xác thân phàm. Còn chết là một lần chót để tất cả chúng ta trở về quê Phật. Hiểu không? Cho nên từ đây về sau không có sợ sống, không có sợ chết nữa nghe quý Phật tử. Không thành vấn đề. Cái ngày đó mà mình từ sân ga mình bước lên cái toa tàu của cuộc đời, cái ngày đó người ta gọi là ngày sinh của mình. Rồi toa tàu của cuộc đời nó chạy vòng 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 vòng, bao nhiêu vòng mình đăng ký đó, nó chạy tới 51 vòng, cái bắt đầu toa tàu nó ngừng lại, thì mình bước xuống sân ga. Vậy thôi. Cái quan trọng là hiện tại bây giờ quý Phật tử còn ngồi trong đạo tràng này, quý Phật tử làm cái gì, nói cái gì, suy nghĩ cái gì, nó có đúng với mình hay không, có lợi cho mình, có lợi cho bạn đạo, có lợi cho Phật Pháp hay không. Hiểu không? Để cái ngày mà mình từ cái toa tàu cuộc đời mình bước xuống sân ga, ai là người đón mình nè quý Phật tử? Ai là người đón mình? Có bên đó là một bên tay phải là Phật Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, còn bên tay trái của mình là hai đứa mặc áo trắng, đứa mặc áo đen đứng đón mình đó. Hiểu không? Tức là con quỷ vô thường nó quăng dây xích lôi ta về đất chết. Cho nên điều quan trọng ở đây đó, mình sống như thế nào mà cái ngày mình tắt thở, mình không còn mà không còn sống được nữa. Ai là người đón mình? Con quỷ vô thường nó lôi mình đi, hay là Phật A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí đến tiếp dẫn mình về Phật? Cái điều quan trọng là như vậy, chứ không phải là sống hay chết nữa nghe quý Phật tử. Sống cho bình an thì chết bình an, sống nhẹ nhàng chết nhẹ nhàng, sống mà không cố chấp thì chết nó không bao giờ nó quằn quại, sống mà dễ dãi thì ra đi nó lại nhẹ nhàng hơn nữa. Còn người nào sống mà khó khăn với con cháu, sống mà nó gâu gâu mà gút mắt, sống mà nó cố chấp, sống mà nó mà này kia cái nọ đủ điều hết, thì chết nó nằm hoài nó không chịu đi. Hiểu chưa? Cho nên người nào mà lúc sống nó nhẹ nhàng bình an thì lúc chết nó được bình an nhẹ nhàng. Đó, cho nên Thầy mong rằng tất cả chúng ta ngồi ở đây nè, cái giới thứ tư là cái giới nói dối này nó quan trọng lắm đó. Đừng bao giờ nói dối với Phật nữa nha. Cố gắng mình phải làm sao cái miệng của con là cánh hoa sen, một khi hé nở là một phen thơm lừng. Cái miệng của mình đó là gió mùa xuân, một khi hé nở là muôn dân mát lòng. Cái miệng của mình tuyệt vời như vậy đó, đừng có sử dụng cái miệng của mình vào những cái chỗ nó không đáng sử dụng. Đôi môi của mình là gì? Đôi môi của mình đó là cái nơi để cho chúng ta tạo ra nụ cười. Hiểu chưa? Cái đôi môi là cái nơi để cho chúng ta tạo ra nụ cười, chứ không phải cái đôi môi này để cho chúng ta mấp máy để chửi lộn với nhau. Cho nên nụ cười là gì? Chiếc chìa khóa mở cửa bờ môi. Đúng không? Nụ cười là chiếc chìa khóa mở cửa bờ môi. Cho nên quý Phật tử ơi, nụ cười cũng là chiếc chìa khóa mở cửa trái tim của mình đó.
Cho nên người nào mà không có nụ cười, người đó mất chìa khóa. Đạo tràng của chúng ta đến sáng hôm nay đến đây có ai bị mất chìa khóa không? Tức là không có cười đó. Sáng giờ không ai cười hết là bị mất chìa khóa rồi. Hiểu không? Có ai mất không? Giơ tay lên coi. Vậy thì mừng quá, đạo tràng của mình ai cũng còn chiếc chìa khóa hết, hiểu không? Cái nụ cười tuy nó ngắn như vậy đó, nó chỉ là cái sự vận động của cái môi mình thôi quý Phật tử à. Nhưng mà nó có một năng lượng ghê gớm lắm. Cho nên Đức Phật nói nụ cười là năng lượng của Phật. Nhớ nha. Nghe quý Phật tử, nụ cười là năng lượng của Phật đó. Người nào mà không cười, người đó mất năng lượng của Phật. Người nào không cười là mất năng lượng của Phật. Phải không? Bây giờ hỏi vậy chứ quý Phật tử mặc áo tràng lam nè, mà quý Phật tử cái mặt cứ sụ xuống hoài, rồi làm sao người ta lợi gần mình đây? Người ta muốn lợi gần gần mình, cái mình sụ cái mặt xuống, người ta sợ, người ta đi chỗ khác rồi. Cho nên nụ cười là năng lượng của Phật. Nó giúp cho tất cả chúng ta xích lại gần nhau nghe quý Phật tử. Nó giúp cho chúng ta gần gũi với nhau hơn. Hiểu không? Đó là từ đây về sau, không nói dối với chúng sinh, không nói dối với mọi người, không nói dối với Phật, không nói dối với Thầy Tâm Đức nữa, không nói dối với bản thân mình luôn. Hiểu không? Giữ như vậy mới được. Thậm chí bây giờ đến cỏ cây hoa lá mình cũng không được quyền nói dối nữa nghe quý Phật tử. Không được quyền nói dối với nó đó. Mình trồng nó, mình hoặc là mình đứng cạnh nó mà mình nói dối với nó là sai rồi. Cho nên đó, mẹ đất, cha trời luôn luôn lúc nào cũng bảo bọc che chở cho tất cả chúng ta. Cho nên không được quyền nói dối nghe quý Phật tử. Hiểu không? Cái cánh hoa thứ năm là không uống rượu. Ở đây Đức Phật nói đơn sơ là rượu thôi, nhưng mà nó có bốn thứ luôn đó. Đức Phật nói cuộc đời này có bốn đống rác lớn. Đống rác thứ nhất là uống rượu. Đống rác thứ hai cũng nằm trong giới thứ năm này luôn. Đống rác thứ hai là gì? Là cờ bạc. Đống rác thứ ba là gì? Hút sách. Đống rác thứ tư là gì? Nghiện chơi game. Năm đống rác. Đạo tràng của mình có ai để dành bốn đống rác đó không? Đống rác thứ nhất nhậu, ai có? Có ai có nhậu không? Dạ khi có khi không. Dạ con vô chùa con không nhậu, nhưng mà về nhà ai kêu con uống? Đúng không? Ở trong chùa con không nhậu, nhưng mà bây giờ con về nhà rồi, bạn con gặp gỡ nè, bây giờ sinh nhật bạn con nó mời lại rồi, nó mời con uống thì con uống. Bây giờ con nói thiệt rượu nặng quá con uống không nổi, con uống bia không à, thí dụ vậy. Phải không? Cho nên á, mình nói là nhậu nhẹt ai cũng có hết á. Nhưng mà Thầy nói cho quý Phật tử nghe, Phật chỉ cấm mình như thế này thôi. Cấm mình là mình uống rượu đến mức độ mà mình không còn biết đường về, uống rượu mất lý trí, mất lòng tự chủ, uống rượu mà mất hết tất cả nhân cách của một con người, Phật cấm. Nhưng mà mình uống rượu, rượu nghĩa, rượu tình, rượu lễ thì uống được. Đám cưới, đám hỏi, đám tân gia, đám ma chay, tất cả mọi cái đám đó mình đến mà uống rượu, nhưng mà uống vì lễ nghĩa thì Đức Phật cho phép, uống vì trị bệnh, Đức Phật cho phép, hiểu không? Chứ còn mình uống mà mình bò càng không thì làm sao Phật cho được. Rượu nó có bốn thứ, người ta gọi là trà tam rượu tứ. Nhớ nha, trà có ba, rượu có bốn. Không phải là trà uống ba người, rượu uống bốn người. Nhưng mà trà nó có ba loại trà. Đó là thần trà, thánh trà và tượng trà. Thần trà là gì? Tức là cái người này đó hớp một miếng trà vô, biết trà này trồng trên núi hay trồng dưới đồng bằng, trà này trồng mùa đông hay trồng mùa hạ. Còn thánh trà uống miếng trà vô, biết là cái nước trà này lấy ở sông hay ở giếng. Cái nước trà nấu cái trà này nè, nước đang chảy hay nước đã nước đứng lại rồi. Nước bút ở giữa dòng hay nước bút ở trong mé sông. Đó là thánh trà. Còn tượng trà là thầy của bậc trà. Hiểu không?
trà ba thứ là thần trà, thánh trà và thầy của bực trà là ba vị. Còn tủ nó có bốn là tục tủ, tiên tủ, thánh tủ và quỷ tủ. Tục tủ là gì? Là phong tục, tập quán, uống rượu, đám giỗ, đám ma, đám cưới này kia là tục tủ. Còn thánh tủ là các bậc thánh uống rượu, uống một hớp gì nè, là làm được một bài thơ. Thí dụ như ông Bạch Cư Dị ở Trung Quốc uống rượu vô ngâm thơ. Còn tiên tủ là uống rượu của tiên. Thí dụ như bát tiên có ông Lý Xích Hoài đó, ông cầm bầu rượu uống đó là tiên tủ. Còn quỷ tủ đó là nhậu con miếng cốc à, với dĩa muối ớt à, mà nhậu hoài luôn vậy đó, chấm chấm nút cái uống, chấm chấm nút cái uống vậy đó, gọi là quỷ tủ. Hiểu không? Cho nên thầy nói là Đức Phật cấm là cấm quỷ tủ đó. Có hai cái thằng đó nó đi vô trong cái tiệm, không có tiền mua được có cái đầu gà với chén nước mắm à, mua rượu uống. Hai thằng ngồi uống từ tối cho tới khuya vậy đó, rồi cái cầm cái đầu gà chấm chấm chén nước mắm ớt đó, cái nút xong cái bỏ xuống cho thằng khác nút. Nút hà chứ không có cắn, đâu có mồi đâu. Chấm cái nút nước mắm bỏ xuống dĩa, uống miên rượu, thằng đó, thằng khác cầm cái đầu gà lên chấm nước mắm, nút để xuống uống miên rượu, làm hết xị này tới xị kia. Làm một hồi tới tối gì đó, cái bắt đầu cái đầu gà nó rớt xuống đất, khòm khòm xuống. Hiểu không? Khòm khòm xuống, chụp lên cái ốc đầu, chấm nước mắm, nút thảy xuống uống, làm ngủ tại quán luôn. Cái cô chủ quán thấy vậy, sáng sớm thức dậy mở cửa thấy hai thằng nằm gục đầu xuống đất kia nè. Cái đầu gà nó nằm ở dưới đất á. Cái đầu gà nó còn rớt ở dưới đất á. Ở trên dĩa hả, con cóc nó trắng nhách luôn. Thấy gớm không? Khòm khòm cái đầu gà nó rớt xuống đất rồi, khòm khòm lụm cái đầu gà, ai về đâu chụp nhầm con cóc. Đó, dòng con cóc mà nhúng đầu nó vô nước mắm ớt nó đâu có chịu nổi đâu. Rồi đưa vô miệng ngậu xỉn, mùi rượu không, nút nhỏ xỉn luôn. Thay phiên hai thằng nút con cóc một hồi, con cóc nó đen về mà nút một hồi nó trắng dờ, trắng dách luôn. Đó là quỷ tủ, hiểu không? Quỷ tủ là như vậy đó. Thầy nói đạo tràng của mình uống bia, uống chơi chơi thôi nghe, đừng có uống theo kiểu quỷ tủ nha. Uống như vậy ghê lắm đó. Con ngồng này nè, ông uống rượu, về xong cái ổng đi chùa. Đi chùa xong về ổng hứa ổng không bao giờ uống rượu nữa. Ổng bắt đầu mới làm bài thơ mới mốt không uống rượu nữa. Ổng viết cái trên đầu giường ổng đó, ổng để là nhậu chi, nhậu quỷ, nhậu hoài. Nhậu cho hết lít, nhậu dài trăm ly. Nhậu đi, nhậu đứng, nhậu quỳ. Nhậu tàn, nhậu mạc, nhậu thì nằm luôn. Ngủ trong đêm lạnh khỏi mền, giật mình thức dậy nằm bên bờ lề. Mồ hôi đổ đượm quá ghê, chổi tay đứng dậy thả ghề bước đi. Ngên ngang miệng nói sầm xì, bữa nay tao đã, má mày ở đâu? Bà vợ ngó thấy thêm rầu, ông ơi ông hỡi, nhậu đâu mà kình càng. Bà sao nói bậy nói càng, dầu cho tôi đã bà than cái nỗi gì. Ông này sao lại sân si, ông mau vô ngủ, ngủ đi cho rồi. Chồng tôi ổng nhậu quá trời, chửi con mắng vợ đứng ngồi không yên. Thấy không? Đó, nhậu chi vậy? Đó, đó là thứ năm, quỷ tủ, hiểu không? Là nhậu đó, nhậu nhẹt. Cái thứ hai, đống rác thứ hai là gì? Là cờ bạc. Đạo tràng của mình có ai cờ bạc không? Có không? Có không quý Phật tử? Cờ bạc đâu cần phải thấy đường. Trời ơi, nghe thôi một mình thích là kể như là mình cờ bạc rồi. Nghe người ta trúng số mừng, khoái, nghe con cháu của mình nó trúng số mừng là mình cờ bạc trong tâm mình rồi. Người con của Phật không được quyền duyên cái tâm của mình đến tâm người khác.
Thí dụ như con cháu của mình nó đi quýnh số, nó báo cho mình: ờ chú ơi, cô ơi, chị hai ơi, chú ba ơi, cậu ba ơi, trời con mua giấy số, con mới vừa trúng số nè. Vỗ vai nó, trời ơi mừng quá, chúc mừng mày nghe, là phạm rồi. Người ta trúng kệ người ta, mình duyên tâm mình theo tâm người ta, điều phạm giới trộm hết nha quý, rồi điều phạm cái giới cờ bạc hết nha quý Phật tử. Điều thứ hai nữa đó là ở đây mình không có thì thôi, nhưng mà cái điều thứ hai cờ bạc là gì? Mình cá độ cái này, mình cá độ cái kia, phải không? Mình thách cái này, mình thách cái kia, mày làm được tao thua mày chầu cà phê, thí dụ vậy là cờ bạc rồi. Ở đây có không? Có, mày làm được không? Làm được, mình là tao làm được, mày thua tao chầu cà phê nghe, có không? Đó, cái đó là cờ bạc đó quý Phật tử, đó là cờ bạc hết đó, phải không? Cho nên mình là người con Phật phải trong sạch, thật là trong sạch. Đừng có bao giờ tờ giấy trắng dính một cái đốm gì cả. Nhớ nghe quý Phật tử. Đó là lóng rác thứ hai là cờ bạc. Đóng rác thứ ba là hút xì ke ma tí này kia. Đó là đóng rác thứ ba. Đó, cái đóng rác là đóng rác thứ ba. Nhưng mà cái đóng rác lớn nhất đó là ghiền chơi game. Ở đây đó thầy nói cho quý Phật tử nghe, con cháu của mình thế hệ nhỏ sau này nè, nó bị ghiện chơi game dữ lắm luôn. Nó giết chết cuộc đời của nó, giết chết cái tuổi thanh xuân, giết chết tài năng của nó luôn quý Phật tử à. Đó là cái lá cuối cùng, lá thứ năm. Đó là cái giới thứ năm đó quý Phật tử. Cho nên cố gắng mình làm sao giữ tròn cái năm cánh hoa của Phật Pháp. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, năm cánh hoa Phật Pháp là tên của Đức Phật A-di-đà đó. Hiểu không? Không sát sinh. Mình không sát sinh tức là mình đã phóng sinh rồi. Cho nên không sát sinh có nghĩa là A-di-đà vô lượng thọ. Thấy không? Không sát sinh là A-di-đà vô lượng thọ. Không trộm cắp tức là mình bố thí này kia, mình giúp đỡ mọi người. Cho nên không có trộm cắp là A-di-đà vô lượng công đức. Không tà dâm là A-di-đà vô lượng thanh tịnh. Không nói dối là A-di-đà vô lượng chân thật. Và không uống rượu là A-di-đà vô lượng quang. Không uống rượu là không si mê, là trí tuệ. Cho nên không uống rượu là A-di-đà vô lượng quang. Thấy không quý Phật tử? Cho nên thầy nhắc lại, không sát sinh A-di-đà vô lượng thọ. Không trộm cắp A-di-đà vô lượng công đức. Không tà dâm A-di-đà vô lượng thanh tịnh. Không nói dối A-di-đà vô lượng chân thật. Và không uống rượu là A-di-đà vô lượng quang. Hiểu không? Cho nên tất cả chúng ta phải nhớ, mình giữ gìn năm giới của mình tức là mình đang thọ trì danh hiệu của Đức Phật A-di-đà. Mình giữ giới là mình đã vừa thọ trì danh hiệu của Phật A-di-đà rồi. Bởi vì nhờ giữ giới mà tâm hồn mình mới định. Nhờ có định mà mình mới có thể mở toan cái trí tuệ của mình. Cho nên thầy mong rằng tất cả đạo tràng của chúng ta ngồi ở đây nghe, quý Phật tử phải làm sao? Thầy nhắc lại, quý Phật tử là những thiên thần trong Phật Pháp. Bởi vì chiếc áo tràng lam của quý Phật tử là những chiếc áo thiên thần. Khi mình mặc vào rồi, mình là những thiên thần trong Phật Pháp, hiểu chưa? Điều thứ nhất. Điều thứ hai là mình có dẫu có mù nhưng mãi mãi không tối. Phải như vậy mới được. Mù nhưng không tối. Điều thứ ba nữa đó, mình nhớ năm cái giới của mình chính là năm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà. Để rồi tất cả chúng ta làm cái hành trang của mình để chúng ta trở về phía bên kia đất Phật. Một ngày nào đó nguyên một đạo tràng của chúng ta ngồi trong đây khoảng hơn trên dưới 100 người đi. Tất cả chúng ta sẽ ngồi trên hoa sen, sẽ ngồi trên ao thất bảo, sẽ cùng với nhau diện kiến Đức Phật A-di-đà. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, mình sống ở trên cõi ta bà của mình trả nghiệp cho tất cả chúng sinh. Mình bị con mắt của mình không thấy đường, con mắt của mình bị hư, con mắt của mình bị trật nguyền. Nhưng mà thầy xin thưa với quý Phật tử, mình trở về bên kia của đất Phật, đôi mắt của mình là đôi mắt tinh tường, sáng lắm quý Phật tử ơi. Hiểu không? Mình sẽ nhìn thấy được Phật, mình sẽ thấy được Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thậm chí gặp được tất cả vô lượng thánh chúng Bồ Tát trên đó nữa. Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta tất cả một ngày nào đó đều về bên kia đất Phật, không chừa một ai hết. Hiểu chưa?
Phía bên kia cõi vô hình có chiếc xe Phật, sứ giả của Đức Phật A Di Đà đang đứng chờ đợi chúng ta. Nguyên một đạo tràng của mình sau này sẽ trở về thế giới vô hình, cầm cái chiếc vé có in hình năm cánh hoa Phật Pháp, cầm cái vé đó đi lên xe Phật, hiểu không? Bước chân lên xe Phật một cách tự tại, ai hỏi ở đâu? Dạ, ở chùa Huệ Nghiêm giảng tự. Ai hướng dẫn? Dạ, thầy Tâm Đức. Được rồi, có năm cánh hoa Phật Pháp không? Dạ có, bước lên xe Phật. Thấy không? Bước lên xe Phật, bước lên xe Phật. Rồi tất cả đạo tràng của chúng ta đều lên xe Phật, không bỏ lại người nào, nghe quý Phật tử. Không bỏ lại một người nào hết. Lên xe Phật, tất cả ngồi lên xe Phật rồi, không còn mà gọi là khiếm thị nữa. Bước lên xe Phật, đều sáng mắt y như nhau. Lúc bây giờ quý Phật tử chân hững giật mình, bởi vì ngồi ở phía trước xe Phật đó là thầy trụ trì Thích Tâm Đức. Hiểu không? Tự nhiên mình mừng liền, mình thấy rõ ràng không còn mà cô đơn lạnh lẽo nữa. Mình lên xe Phật, đôi mắt của mình không còn khiếm thị, đôi mắt của mình tự nhiên trong sáng lạ thường. Rồi mình giật mình nhìn thấy ở phía trước, ngồi ngang ngang với tài xế mà chiếc xe Phật đó, mình bắt đầu phát hiện, ồ, thầy chủ trì Thích Tâm Đức, mừng quá, luôn mừng. Thấy không? Thì tất cả thầy trò đều trở về bên chiếc xe Phật, đều trở về bên thế giới bình yên của Phật, đều trở về bằng cái hành trang Nam Mô A Di Đà Phật. Hiểu không? Trước khi dứt lời, thầy cũng xin cầu chúc cho mười phương chư Phật gia hộ cho thầy Tâm Đức, là người lèo lái con thuyền của Huệ Nghiêm này, Huệ Nghiêm này lèo lái con thuyền để đưa tất cả quý Phật tử dẫn bước để trở về bên đất Phật, dẫn bước để trở về bên bến đỗ bình yên. Cầu chúc cho thầy Tâm Đức sức khỏe luôn luôn lúc nào cũng dồi dào, nụ cười luôn luôn lúc nào cũng nở trên môi, luôn luôn lúc nào cũng an lạc, thanh thản nhẹ nhàng, để dìu dắt toàn thể quý nam nữ Phật tử của chúng ta cùng nhau trở về bên bến bờ bình yên của Phật. Và thầy cũng cầu chúc cho tất cả quý nam nữ Phật tử của chúng ta, những đôi mắt thiên thần này, toàn thể đạo tràng của chúng ta trên dưới 100 người, đôi mắt luôn biết cười, nụ cười luôn biết nói, lời nói luôn biết thương, tình thương luôn biết đạo, và tâm đạo mãi mãi xích lại gần nhau. Thần ái kính chào toàn thể đạo tràng. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.